có một thằng ba trợn ôm nồi đi lang thang, ngủ ngồi nơi hang hốc, ăn bóc lốt nghĩa trang. Cuộc đời nó thênh thang, không đa mang vật chất, không lất phất bạc tiền, chẳng phiền ai thương mến. Thằng ba trợn đi đến, người dân đánh lễ liền, đánh thức nơi tiềm thức hình ảnh ngài bổn sư. Nó xưng con từ tốn, nó không giận sồn sồn, nó nói lời êm ái, nó tự tại hành tu. Đó là ngài minh tuệ, trí huệ hạnh đầu đà, khiến người ta ngưỡng mộ, cũng lắm kẻ trầm trồ. Rồi có người phẫn nộ, họ biết Phật thuộc kinh, đòi làm tình làm tội, nó cười cầu bình an. Cuộc đời vốn thênh thang, ai mang gì kể họ, kẻ bồ câu cứu vỏ, nói ra biết lỗi nào. Nhà sư sẽ không quạo, vì tu hạnh đầu đà, vì hiểu ra chân lý, ta bà sư lại đi. Mong ai đừng ganh tị, để nhà sư tu hành. Xin quý vị bên cạnh đừng quấy rầy năm canh.